Binance.us bị đâm đơn kiện tập thể với cáo buộc gây hiểu lầm cho nhà đầu tư về Terra. Luna sụp đổ, dòng tiền đi về đâu? Instagram tiếp tay cho những kẻ mạo danh Dogecoin lừa đảo người dùng. Giá sàn BOAF giảm xuống dưới 100.000 đô la lần đầu tiên sau 10 tháng. Elon Musk than phiền vì bị mạo danh trên YouTube để lừa đảo tiền mã hóa. Thượng Hải phong tỏa quá lâu, người dân rảnh rỗi lưu giữ kỷ niệm bằng NFT. Vitalik Buterin bày tỏ hoài nghi về Metaverse. Hoàng Linh xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình MetaGain News, nơi cung cấp những thông tin thời sự nóng hổi, xu hướng thị trường trong lĩnh vực blockchain hàng ngày. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với bản tin của ngày hôm nay. Trong một vụ kiện tập thể vừa được đệ trình, tại Bắc California, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance.us đã bị cáo buộc gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư xung quanh hệ sinh thái Terra. Đơn kiện được thực hiện bởi công ty luật Rose Bridgman LLP có trụ sở tại Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Binance.us đã tiếp thị USDC, USD cũ là đồng stablecoin có mức giá ổn định hơn so với thực tế. Theo đó, khi USDC và Lindsay, Luna cũ, khi đột ngột giảm giá mạnh vào đầu tháng 5 năm 2022, hàng nghìn nhà đầu tư bán lẻ không nghi ngờ đã hoàn toàn mất cảnh giác. Do đó, đơn kiện khẳng định quảng cáo gây hiểu lầm của Binance.us là nguyên nhân chính cho những tổn thất nghiêm trọng này. Ngoài ra, vụ kiện cũng cáo buộc Binance.us không được đăng ký với tư cách là một nhà môi giới hoặc một sàn giao dịch tiền mã hóa đúng nghĩa. Điều này có thể vi phạm luật chứng khoán sau khi sàn thực hiện niêm yết USDC có thể được xem là chứng khoán chưa đăng ký. Các blockchain khác thu hút lượng tiền lớn sau khi hệ sinh thái Terra sụp đổ. Tuy vậy, giá các loại coin đại diện cho chuỗi khối vẫn quay đầu giảm sâu. Sau cú sập của Luna, số liệu từ DeFi Llama cho thấy ETH hiện chiếm 61% thị phần DeFi, BNB thu hút 7,6%, Tron hiện có 6%. Đứng thứ 5 là hệ sinh thái Harmony với 5,2% thị phần. Theo dữ liệu từ DeFi Llama, trước khi tăng trưởng đột biến, hệ sinh thái của Terra chiếm gần 15% thị phần ở mảng DeFi. Điều này khiến Terra trở thành trung tâm lớn thứ 2 về tài chính phi tập trung. Dữ liệu trên chuỗi khối cho thấy dòng tiền đổ về các dự án như Arrakis Finance, Iron Bank và Allure với PNB Chain, các dự án như P-Network, sàn giao dịch phi tập trung, OnePass, Exchange và Token Farm đang phát triển mạnh trên chuỗi khối này. Dù vậy, các loại tiền số đại diện cho những blockchain nói trên vẫn sụt giảm theo chiều biến động của thị trường khi vào chiều ngày 16 tháng 3, Bitcoin rơi về mốc 24.000 USD. Gần đây, một số người đầu tư tiền mã hóa nhìn thấy quảng cáo trên Instagram từ một tài khoản có tên Dogecoin, tự xưng là người sáng lập dự án Terra. Đồng thời, nhiều tài khoản khác cũng nhận mình là Dogecoin với các hoạt động tặng tiền, kêu gọi đầu tư bất thường. Vào ngày 12 tháng 6, tài khoản Dogecoin Official đăng lại hình ảnh CEO Telform Labs được chụp bởi Bloomberg với dòng nội dung thanh minh về các nghi ngại gần đây. Một số người dùng Instagram tại Việt Nam nhìn thấy bài đăng này dưới dạng được tài trợ trên Instagram khi tìm từ khóa Dogecoin trên Instagram, nền tảng trả về kết quả ba người dùng cùng ảnh đại diện đều tự nhận là tài khoản chính chủ của người sáng lập Terraform Labs. Tuy nhiên, không tài khoản nào trong số nêu trên được nền tảng cấp xác minh chính chủ, do đó không loại trừ khả năng các tài khoản trên đều là giả mạo. Những hình ảnh, bài đăng trên các tài khoản Instagram có tên Dogecoin đều được lấy lại từ nội dung xuất hiện trước đó trên Twitter của người sáng lập Terraform Labs. Ở nền tảng Twitter, nhiều người lên tiếng cảnh báo việc tên tuổi của Dogecoin bị lợi dụng để lừa đảo. Tuy nhiên, CEO Terraform Labs chưa đưa ra phản hồi. Theo dữ liệu từ NFT Price Floor, giá sàn của PoAF đã giảm xuống dưới 100.000 đô la lần đầu tiên sau gần một năăm. Giá ghi nhận thấp nhất của PAYC là 87.000 đô la, 72 ETH, giảm 60% so với mức cao nhất mọi thời đại. Lần cuối cùng một con app được giao dịch xung quanh phạm vi giá này là vào khoảng tháng 8 năm 2021. Bất chấp sự sụt giảm, PAYC vẫn duy trì vị trí là dự án NFT lớn nhất với vốn hóa thị trường khoảng 1,7 tỷ USD. Những con khỉ không đuôi có độ hiếm cao nhất đã được bán vào lúc cao điểm với giá trên 1,5 triệu đô la và con app đắt nhất đã được bán đấu giá với giá là 3,4 triệu đô la, 852,39 ETH vào khoảng tháng 10 năm ngoái.
Trong cùng khoảng thời gian này, những con khỉ rẻ hơn khác có giá sàn trên 250.000 đô la. Điều thú vị là giá sàn của BNYC giảm xuống dưới 100.000 đô la đã tạo cơ hội mua cho các nhà đầu tư muốn mua NFT với tỷ giá rẻ hơn. Trong 24 giờ qua, khoảng 26 con khỉ đã được bán, tăng 116% so với ngày hôm trước. Khối lượng hàng ngày của BNYC cũng tăng 50% vì hơn 2,6 triệu đô la đã được giao dịch trong 24 giờ qua. Xuất hiện trong các video lừa đảo tiền mã hóa, tỷ phú Elon Musk cho rằng YouTube dường như không thể chấm dứt tình trạng này. Thời gian gần đây, các kênh YouTube liên tục bị tội phạm mạng chiếm đoạt để phát video lừa đảo tặng tiền mã hóa thu hút hàng chục nghìn lượt xem chỉ trong 4 ngày. Dựa trên dữ liệu giao dịch, các nhà phân tích của cộng đồng theo dõi tiền mã hóa Wallet Alerts cho biết, những kẻ lừa đảo đã thu về tổng cộng 98 triệu USD trong năm 2021 và 30 triệu USD từ đầu năm đến nay. Một số nhân vật nổi tiếng cũng xuất hiện trong video với lời hứa tặng tiền bao gồm tỷ phú Elon Musk. Sau vài ngày, hacker lại đổi tên, ảnh đại diện của hàng chục kênh YouTube khiến người xem lầm tưởng rằng chúng là kênh chính thức của hãng xe điện Tesla. Vào tháng 3 năm 2021, một người đàn ông tại Cologne, Đức đã mất số Bitcoin trị giá hơn 400.000 USD khi gửi tiền cho kẻ lừa đảo trên Twitter. Chúng cũng mạo danh tỷ phú Elon Musk và hứa sẽ trả cho anh số tiền gấp đôi. Frank Vanworth, nhà sáng lập WaveAlert cho biết, những kẻ lừa đảo không còn dụ dỗ được nhiều nạn nhân như trước, nhưng vẫn có khả năng kiếm hàng triệu USD nếu giá Bitcoin tăng. Đa số video lừa đảo tặng tiền mã hóa chiếu theo một hội thảo trực tuyến của công ty đầu tư ARK Invest, có sự xuất hiện của Elon Musk và đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey. Đại diện công ty cảnh báo, ARK Invest sẽ không bao giờ sử dụng YouTube hoặc các mạng xã hội khác để kêu gọi tiền đầu tư, bao gồm tiền mã hóa. Như được đưa tin, số lượng NFT được cho là gia tăng một cách đột biến kể từ thời điểm chính quyền thành phố bắt đầu các biện pháp cách ly nghiêm ngặt. Thành phố Thượng Hải đã phải trải qua một đợt kiểm dịch bắt buộc kéo dài một tháng, khiến 25 triệu cư dân tại đây phải ở trong nhà của họ. Những sự phản đối với chính quyền đã bắt đầu xuất hiện thông qua Internet, người dân sử dụng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông để ghi lại những khó khăn đang gặp phải và đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng. Một số người đã tìm ra cách lách luật là biến các hình ảnh, video đó thành NFT và đưa lên các sàn giao dịch tài sản ảo. Điểm đặc biệt của công nghệ blockchain là các thông tin được đưa lên không thể xóa được và các tác động đều bị ghi lại trong lịch sử. Vì thế, chính quyền Trung Quốc khó có thể tác động và can thiệp để xóa bỏ chúng. Việc lưu giữ đoạn video mà chính quyền đã cố gắng xóa là một phần trong cuộc nổi loạn của người dân. Tính đến ngày 4 tháng 5, hơn 2.300 sản phẩm liên quan đến sự kiện có thể được tìm thấy trên thị trường OpenSea. Hơn nữa, hàng trăm NFT liên quan đến đợt giãn cách ở Thượng Hải đã xuất hiện kể từ đó. Chúng bao gồm các video có lồng tiếng tự nhận là người dân bên trong khu cách ly và mô tả một cách chi tiết cuộc sống đang diễn ra tại đó. Điều này thật sự đáng chú ý bởi Internet bên ngoài thế giới bị hạn chế tại Trung Quốc. Để tham gia vào mạng lưới Internet toàn cầu, người dân phải vượt qua bức tường lửa ngăn cách của chính phủ bằng nhiều công đoạn phức tạp. Trước sự thổi phồng quá mức về cơn sốt Metaverse trong thời gian qua, nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã lần đầu tiên nêu lên quan điểm hoài nghi về lĩnh vực này. Trong loạt đăng tải vào cuối tuần qua, nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã thẳng thắn tuyên bố thật khó để định nghĩa Metaverse, một trong những từ thông dụng phổ biến nhất trong thế giới công nghệ hiện nay khi có một người dùng thắc mắc rằng vẫn chưa hiểu rõ có mối liên hệ nào giữa tiền mã hóa và Metaverse. Trên thực tế, Metaverse ban đầu được đặt ra bởi nhà văn Neil Stephenson trong cuốn tiểu thuyết Snow Crash được xuất bản vào năm 1992. Tuy nhiên, xu hướng này chỉ bùng nổ khi gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook đổi tên thành Meta vào cuối tháng 10 năm 2021. Và chính bản thân Vitalik Buterin cũng xác nhận điều này khi được hỏi ai đã nghĩ ra thuật ngữ Metaverse. Tuy nhiên, bản thân Metaverse không thực sự đề cập đến bất kỳ công nghệ hoặc trải nghiệm cụ thể nào. Thay vào đó là một thuật ngữ tổng hợp để chỉ sự kết hợp của các công nghệ như thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR và Big Data. Song, mặc dù có nhiều hoài nghi và sự sụp đổ của thị trường tổng thể chung, kéo theo mối quan tâm đến Metaverse đã lao dốc không phanh, làm khối lượng giao dịch trong thế giới ảo đã giảm 12% so với quý 4 năm 2021, đạt hơn 430 triệu USD kể từ năm 2022, thì Meta vẫn nhất quyết không từ bỏ các kế hoạch Metaverse của mình.
Công ty gần đây đã thông báo rằng họ sẽ thành lập một học viện Metaverse chính thức tại Pháp, bất chấp bộ phận Metaverse của công ty vừa ghi nhận khoản lỗ gần 3 tỷ USD trong quý 1 năm 2022. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình MetaGain News ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình MetaGain News vào lúc 20 giờ hàng ngày trên hệ thống Facebook, YouTube, TikTok MetaGain. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.